quen những ổ điện thường ngày, những ổ điện cổ lỗ sĩ không an toàn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại ổ điện an toàn và vừa tiện lợi đấy nhá. Thì đây là một loại ổ điện thông minh độc quyền của tại Bạch Long Store. Hiện tại trên tay mình đây là một cái ổ điện gồm 1, 2, 3, 4, 5 5 đốc này chúng ta sẽ có thể gắn được laptop, các ổ cắm điện điện thoại bình thường, hoặc chúng ta sẽ có cả 3 cổng USB ở đây đều có hỗ trợ sạc nhanh cho các bạn. Cùng với đó sẽ hỗ trợ thêm một cổng Type-C công suất là 20W. Cái này nó sẽ sạc nhanh được cho iPhone nè. Còn lại những cổng như 18W và 12W ở đây các bạn có thể cắm sạc cho những thiết bị Android khác, hỗ trợ sạc nhanh nhé. Với chất liệu chống cháy cực kỳ tốt của ổ điện này sẽ giúp cho các bạn an toàn khi sử dụng. Cùng với đó là sẽ có chế độ tự ngắt khi mà sạc đầy pin. Hiện tại sản phẩm này đang độc quyền bán tại Bạch Long Store. Nếu anh em nào đang cần mua những cái loại ổ điện tiện dụng như thế này dùng để build PC cũng được, thì các bạn hãy tới ngay tại Bạch Long Store có sẵn loại ổ điện này cho các bạn cùng tham khảo nhé.